Người hâm mộ Atletico Madrid chắc hẳn là từng rất mong chờ được thấy Julian Alvarez tái hiện các siêu phẩm như thế này, bởi anh là bản hợp đồng bom tấn mà câu lạc bộ đã đưa về trong kỳ chuyển nhượng hè 2024. 95 triệu euro là con số khổng lồ với một cầu thủ mới 24 tuổi, nhưng tâm thế nhà vô địch thế giới cộng thêm với chuỗi danh hiệu lẫy lừng cùng với Man City đảm bảo cho ngôi sao xứ Tango mức giá trên trời ấy. Vậy nhưng kể từ ngày cập bến Wanda Metropolitano, thay vì mang đến những màn trình diễn bùng nổ như đã chẳng ít lần làm được ở xứ sở sương mù, Alvarez đang tạo ra nỗi thất vọng cực lớn nơi các cổ động viên. 3 trận đấu đã qua, dấu ấn của tiền đạo này gần như là con số không tròn chính. Như cách Alvarez chật vật ở mảnh đất mới, người ta thêm một lần nữa ngả mũ trước tài năng của Pep Guardiola. Đã có rất nhiều ngôi sao từng thăng hoa, từng thể hiện xuất sắc dưới bàn tay của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha ở Man City. Nhưng cho tới khi mà họ dứt áo ra đi thì các cầu thủ này gần như biến thành một con người khác. Lý do nào khiến những ngôi sao ấy thất bại ở màu áo mới? Hãy cùng đi tìm câu trả lời. Trước khi đến với Atletico, Julian Alvarez là một trong những tiền đạo xuất sắc bậc nhất thế giới. Dù chỉ là phương án dự bị ở Man City, nhưng đẳng cấp của anh có mấy ai bì kịp. Chân sút này trở thành nhân tố trụ cột tại đội tuyển quốc gia, đưa Argentina vô địch thế giới. Chưa kể dù chỉ luôn xếp sau Erling Haaland trong màu áo câu lạc bộ, nhưng anh cũng đã đóng góp không nhỏ vào cú ăn ba cùng với các danh hiệu ngoại hạng Anh rồi siêu cúp châu Âu mà The Citizens đã giành được. Dưới bàn tay của Pep Guardiola, thay vì bó hẹp mình trong khu vực cấm địa, cầu thủ này thi đấu cực kỳ đa dạng. Anh có thể chơi tốt với vai trò hộ công, có thể đá bên hành lang cánh, sắm vai của một trung phong hoặc thậm chí là tiền vệ tấn công. Dù bị luân chuyển qua rất nhiều nơi trên sân, song Alvarez luôn đảm nhiệm tốt những gì mà Pep chỉ bảo và yêu cầu. Chính việc được người thầy vĩ đại cầm tay chỉ việc trong từng buổi tập đã giúp cho ngôi sao Argentina ngày càng hoàn thiện các kỹ năng cũng như tư duy chơi bóng. Việc luôn di chuyển linh hoạt khiến cho Alvarez rất khó bị bắt bài, đồng thời cũng cải thiện rất nhiều kỹ năng dứt điểm và chuyền bóng của anh. Thế nhưng, kể từ khi cập bến Atletico, có cảm giác rằng Alvarez đã đánh mất đi hoàn toàn các điểm mạnh đó. 3 trận đấu đã qua, anh không ghi bàn cũng chẳng kiến tạo. Thậm chí anh còn bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn và chỉ có duy nhất một lần dứt điểm trúng đích. Nỗi âu lo về bom tấn hóa thảm họa đang dần ám ảnh ban lãnh đạo cùng với các cổ động viên của đại diện Tây Ban Nha. Chẳng ai hiểu vì sao một cầu thủ vốn đang có phong độ cao từ Man City tới Argentina lại bỗng dưng tụt form đến như thế ở màu áo mới. Thực tế thì đây chẳng phải là điều bất ngờ, bởi Alvarez đâu phải ngôi sao đầu tiên gặp bão tố sau khi rời xa vòng tay của Pep Guardiola. Những João Cancelo, Leroy Sané, Raheem Sterling hay Gabriel Jesus cũng đã từng rất hay khi được chỉ đạo bởi ông thầy người Tây Ban Nha. Nhưng cứ rời Etihad thì họ lại mang tới nỗi buồn vô hạn về phong độ bất ổn của mình. João Cancelo từng được đánh giá là hậu vệ cánh toàn diện nhất thế giới với bộ kỹ năng chuyền bóng dứt điểm và việc chơi tốt ở cả hai hành lang biên. Chưa kể là khi cần thiết, anh cũng thoải mái thi đấu trong vai trò của tiền vệ phòng ngự. Sané, Raheem Sterling cùng với Gabriel Jesus từng là các ngôi sao tấn công thượng hạng. Họ góp phần không nhỏ vào các chiến tích vô địch ngoại hạng Anh của The Citizens. Thế nhưng, kể từ lúc chia tay Man City, họ đều đã sa sút rất nhiều. Sané không còn duy trì tính ổn định nơi lối chơi, khiến cho anh nhiều lần mất suất đá chính tại Bayern Munich và cả đội tuyển Đức. Thậm chí anh từng bị coi như là cái gai trong mắt các cổ động viên bởi thái độ hời hợt của mình. Raheem Sterling thì gây thất vọng tràn trề, để bây giờ không còn chỗ đứng tại Chelsea. Còn Jesus, sau 2 mùa giải cập bến Arsenal thì chưa bao giờ đem lại cảm giác hài lòng cho người hâm mộ. Cancelo thì còn tệ hơn, vì từ Bayern Munich tới Barcelona, cả hai đội bóng ấy đều chẳng mặn mà giữ chân anh ở lại, cũng vì phong độ lúc hay lúc dở. Từ chỗ là hậu vệ toàn diện bậc nhất làng Túc Cầu Giáo, bây giờ ngôi sao này đã phải phiêu bạt sang Ả Rập Xê Út. Đó là 5 ngôi sao từng rất thành công tại Man City, nhưng đã và đang mang tới không ít cảm giác chán trường cho các khán giả tại các câu lạc bộ mà họ khoác áo khi rời Etihad. Sở dĩ các gương mặt này thất bại khi rời xa Pep Guardiola là bởi 2 lý do chính. Thứ nhất, họ đã không còn ở trong hệ thống vốn đã cực kỳ nhuần nhuyễn và quen thuộc được bậc thầy chiến thuật kia xây dựng. Pep đã tạo nên lối chơi pressing tầm cao tại The Citizens, đảm bảo đội nhà luôn áp đảo, thậm chí là đẩy đối phương về rất sâu bên phần sân nhà. Lúc đó, các cầu thủ Man City có thể thoải mái tung hoành, Cancelo luôn dâng cao, có bóng để kiến tạo hay là dứt điểm, nhờ vào việc đối thủ rất khó phản công, hoặc nếu có thì Rodri luôn sẵn sàng ở phía sau bọc lót, can quét từ xa để nhanh chóng thu hồi bóng. Còn Alvarez, Sané, Sterling hay Jesus luôn được Pep Guardiola yêu cầu di chuyển liên tục để tự tạo khoảng trống. Việc Man City đẩy tốc độ thi đấu lên ở mức cao khiến cho đối thủ gần như bất lực ở chuyện phong tỏa. Chưa kể các ngôi sao của họ còn có khả năng phối hợp và đập nhà cực kỳ ăn ý.
Chính vì thế, The Citizens thường rất dễ ghi bàn khi bóng được đưa tới tận trong hoặc ngay sát vòng cấm địa. Thêm một lý do nữa, Pep Guardiola đã xây dựng lối chơi ấy xuyên suốt quãng thời gian dài ở mọi câu lạc bộ mà ông đặt chân tới. Bản thân vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng kiểm soát tốt phòng thay đồ khi luôn đảm bảo mọi cầu thủ đều phục tùng triết lý mà ông đưa ra. Chính điều đó đã tạo nên cách chơi nhuần nhuyễn giữa mọi vị trí. Thứ hai, Julian Alvarez, João Cancelo, Raheem Sterling, Gabriel Jesus hay Leroy Sané từng tỏa sáng rực rỡ, đó là vì họ được Pep xếp vào đội hình hoàn hảo trong từng thời điểm, phát huy được hết khả năng của từng cầu thủ. Đây là thứ mà những ngôi sao ấy không có được khi rời City. Cancelo phiêu bạt qua Bayern Munich rồi Barcelona khi chưa có nhiều thời gian để làm quen cùng với triết lý mới. Bản thân Thomas Tuchel hay là Xavi thực tế đều không phải là bậc thầy về khả năng pressing. Các đội bóng mà cầu thủ này khoác áo vốn dĩ có một cách chơi khác xa Man City, nên nếu Cancelo dâng cao, một khoảng trống lớn luôn bị lộ ra ở phía sau vì không có ai chám vào như là cách mà Rodri đã làm. Tất nhiên, bản thân hậu vệ người Bồ Đào Nha cũng đã xuống phong độ vì không còn ở trong một cỗ máy quá hoàn thiện nên dẫn đến thất bại. Julian Alvarez sang Atletico Madrid, đội bóng xưa nay vốn vẫn nổi bật với lối chơi phòng ngự phản công. Khi ấy thì anh phải di chuyển nhiều hơn thay vì thường xuyên xuất hiện bên phần sân của đối thủ. Ngôi sao xứ Tango bây giờ phải chạy khắp mặt sân và phần nào đó đã khiến cho anh bị bào mòn thể lực. Thêm nữa, Atletico đang xây dựng lối chơi phục vụ Solov, do đó Alvarez cũng phải hy sinh, chạy và chạy để hỗ trợ người chơi cao nhất trên hàng tiền đạo. Alvarez là mẫu cầu thủ kỹ thuật, có tư duy nhạy bén nên sẽ phát huy tối đa tiềm năng khi chơi cạnh những vệ tinh vốn có thừa sự sáng tạo hay là nhãn quan kiểu như Kevin De Bruyne, Phil Foden, Bernardo Silva hoặc là Messi. Nhưng khi đến với Atletico, điều này không diễn ra bởi đội hình câu lạc bộ ấy vốn nhiều cầu thủ theo dạng công nhân. Sané hay là Sterling, ngoài việc không còn duy trì phong độ, lý do khá lớn khiến họ đánh mất chính mình khi rời City đó là bởi các câu lạc bộ mà bộ đôi này khoác áo luôn có những biến động lớn về mặt nhân sự nơi băng ghế chỉ đạo. Việc thường xuyên phải làm quen cùng với triết lý bóng đá mới khiến họ rất khó để bắt nhịp, hoặc nếu có thì cũng chẳng được duy trì trong một thời gian dài như cách mà Pep Guardiola tạo ra tại City. Jesus tới Arsenal gây thất vọng, phần nhiều vì chấn thương, phần khác đến từ việc pháo thủ vẫn chỉ đang nỗ lực để hoàn thiện theo khuôn mẫu của The Citizens của Pep Guardiola, chứ chưa đạt tới tầm vóc đó, nên dễ hiểu vì sao cầu thủ người Brazil chưa phát huy được hết khả năng. Cho dù Mikel Arteta và các học trò đang ngày càng hoàn thiện sức mạnh cũng như xứng đáng là kẻ thách thức lớn nhất với chính Man City của Pep, nhưng ở đó thì lại không có chỗ cho Gabriel Jesus thể hiện mình. Kai Havertz thường xuyên được sử dụng ở vị trí chơi cao nhất trên hàng công, trong khi hai cánh thì đã chật trội những cái tên đẳng cấp. Jesus hầu như chỉ được tung vào sân từ băng ghế dự bị, và chẳng phải là ngẫu nhiên mà các Gunners vẫn ngày đêm trông ngóng một tiền đạo có đủ đẳng cấp cập bến Emirates. Và đó chính là những nguyên nhân cơ bản khiến cho nhiều ngôi sao vốn rất thành công và thăng hoa tại Manchester City, song lại rất dễ thất bại khi đến với các câu lạc bộ mới. Pep Guardiola không chỉ hay trong việc phát triển, khai phá cũng như nâng tầm cầu thủ, mà ông còn hay ở việc khiến họ rất khó bộc lộ được hết khả năng nếu rời xa cách vận hành chiến lược gia này xây dựng. Bởi lẽ, rời xa vòng tay của Pep Guardiola, không ít cái tên lẫy lừng về đẳng cấp là thế, nhưng đã chẳng thể tạo nên dấu ấn nào nổi bật. Họ luôn phải loay hoay trong việc định hình lối chơi hay là phong cách thi đấu mới. Họ không còn được tự do di chuyển, được hỗ trợ bởi các vệ tinh ăn ý, được thoải mái dâng cao mà phải gò mình vào những khuôn khổ nhất định hoặc là những tập thể chưa hoàn thiện về mặt chiến thuật. Đó là lý do vì sao Pep Guardiola sẵn sàng loại bỏ những cầu thủ không cam kết hoàn toàn với thứ bóng đá mà ông đã dày công nghiên cứu, bởi vị thuyền trưởng có lẽ biết rằng bản thân các học trò kia cũng khó mà thành công khi rời xa mình. Đây được xem như là phẩm chất giúp Pep vượt xa phần còn lại của giới huấn luyện viên nhiều năm ánh sáng.